Vòi rồng cao ngút bất ngờ xuất hiện ở Phú Quốc, cuốn bay bàn ghế, dù chè 150kg. Khoảng 13h30 đến 14 giờ chiều ngày 11 tháng 9, nhiều người dân và du khách đã chứng kiến quay lại hình ảnh vòi rồng cao cả 100m ở ngoài biển khu vực bãi trường Phú Quốc, Kiên Giang. Trên trời, mây đen vần vũ bao quanh, đuôi vòi rồng hút sát mặt nước biển. Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn, một người chứng kiến hiện tượng trên cho biết: "Tôi làm an ninh ở một khu nghỉ ven biển. Trong lúc trực, tôi thấy trời nổi gió lớn, đằng xa thấy có vệt mây lạ. Càng lúc, vệt mây này càng di chuyển về gần bờ và lớn hơn. Khi ấy tôi mới nhận ra là vòi rồng. Gió to, trời tối sầm, vòi rồng cao khiến tôi khá sợ hãi." Chị Lan Thiên, kinh doanh khách sạn tại Phú Quốc, kể lại thời điểm vòi rồng xuất hiện. Nước biển sủi bọt trắng xóa, sóng nổi lên từng cơn rất mạnh, chạy nhanh về phía bờ. Cát bụi cuốn lên không trung, xoáy và kéo lê bàn ghế, ô, phông bạt. Những chiếc ô được gắn chân trống nặng tới 150kg cũng bị cuốn đi. Đây là lần đầu tiên chị Lan Thiên chứng kiến cảnh tượng này. Bản thân chị cảm thấy rất sợ hãi, nhiều người xung quanh hét lớn. Chúng tôi cố gắng thông báo du khách nên ở lại trong khách sạn để đảm bảo an toàn. Thật may là không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể, chị cho biết. Chị Hằng Lê và gia đình đang dạo chơi và chuẩn bị tắm biển thì vòi rồng xuất hiện. Hai vợ chồng chị Hằng sợ hãi, vội bế con chạy vào nhà chờ của khu nghỉ. Con tôi khóc thét khi thấy đồ đạc bị quật đổ. Tôi cũng lo lắng khi thấy gió lớn, mây đen kéo về, chị Hằng nói. Theo nhiều người dân Phú Quốc, hiện tượng này hiếm gặp. Vòi rồng xuất hiện chiều ngày 11 tháng 9, kết thúc trong khoảng 15 phút nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo lắng bởi một số du khách vẫn thản nhiên tắm biển khi vòi rồng xuất hiện.